Chào các bạn. Bây giờ chúng ta qua bài tập rèn luyện kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Access. Thì chúng ta biết là Access là một trong những cái công cụ quản lý cơ sở liệu cũng khá nổi tiếng của hãng Microsoft. Thì trong phần này chúng ta sẽ học những phần nào? Cụ thể là chúng ta sẽ giới thiệu và cách sử dụng về Microsoft Access cũng như là cách kết nối tới Microsoft Access, cách tương tác dữ liệu như là truy vấn, thêm, sửa, xóa. À, bây giờ thầy giới thiệu sơ qua ha. À, Thực ra, Microsoft Access cũng giống như các hệ cơ sở liệu khác nhưng mà nó thu gom nhỏ lại ha? và thông thường nó được dùng cho những công ty vừa và nhỏ mà thôi à, Nó khoảng là tương tác khoảng là 35 nhân viên trở lại đó, ha? Tức là cái tần suất mà tương tác liên tục nó nó khoảng từng đó thì chúng ta nên dùng Access Thì chúng ta biết là Microsoft Access đó là một công cụ thủ gói Microsoft Office tức là những em nào mà cài cái gói Office đầy đủ ha? thì thông thường nó có luôn cả Access thì nó dùng để lưu trữ cơ sở liệu này nó cũng có các bảng các mối quan hệ cũng có công cụ lập trình truy vấn trực tiếp trong bản thân access ví dụ là trên trong slide này nó để ý ha đây là các bảng này có mối quan hệ với nhau này Đó. thì bản access mới nhất thì nó sẽ có đuôi là accdb à, thì chúng ta cài đặt vào thì nó sẽ có biểu tượng như thế này ha thì để chi tiết hơn thì em có thể tự search trên google để em tìm hiểu thêm access còn trong cái bài khoa học này thì thầy sẽ nói sơ qua như thế này là đủ rồi. À, bây giờ chúng ta quan sát là chúng ta giả sử có một cái cơ sở liệu tên là db nhân viên .accdb à, có hai bảng ha là bảng nhân, mã, cái bảng nhân viên và bảng phòng ban. thì bảng phòng ban này nó sẽ kết hợp với bảng nhân viên thông qua cái khóa chính các ngoại này, này ha, ví dụ từ cái mã này, này nó tham chiếu qua mã phòng ban và nó có các cột ở các khoa chính ở kiểu liệu cũng như là các à, giá trị từng dòng mà chúng ta nhập vào à, đây là cái file uh, access chúng ta xem này ha mối quan hệ này ta vào là phần uh, relationship ta thấy không mỗi mối quan hệ nó này đó để các mối quan hệ cái bảng dữ liệu của nó chúng ta muốn xem uh, design thì chúng ta bấm phải ta chọn design view ra bảng mã này tên này mã phòng ban này tương tự đến cái phòng ban ta cũng là mã tên và bên này nó có các kiểu dữ liệu à, ta thấy không các kiểu dữ liệu tên cũng tương tự như vậy, đã. vào nhập liệu thì chúng ta có thể double click vào, à, ta thấy dữ liệu nó này, à, phòng ban này, à, phòng ban có nhiều nhân viên ta nhấn vào ta coi, thấy không? đó ở à, đây là thầy ví dụ à, sơ qua về cái cơ sở liệu Access nó có mối quan hệ các bảng, các cột cũng như là kiểu dữ liệu của nó, giá trị từng dòng. À, bây giờ chúng ta đi tiếp vào phần là làm sao để từ chi sap chúng ta có thể kết nối được tới Access, này, chúng ta sẽ quan sát cái này. À, trước tiên chúng ta là để kết nối được à, với access chúng ta phải sử dụng ở thư viện đó là system.data.oledb à, như vậy là gì chúng ta thấy nó khác biệt gì so với SQL Server à, bên SQL Server thì chúng ta sẽ là using system chúng ta đúng không thì bên này chúng ta sửa lại đó là oledb à, để ý này ole 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 nhớ chưa rồi còn các chuỗi kết nối tới access chúng ta sẽ thì ta sẽ để một cái nơi nào đó trong cái thư mục phần mềm mình mình. À. Còn cái server là chúng ta có server có username password đúng không? Còn cái này là một cái file độc lập thì chúng ta có thể quẳng nó ở nơi đâu đó. Thì thông thường là chúng ta để đi kèm với cái thư mục phần mềm mình cụ thể là nó có thể là cung cấp với cái à, phần mềm cài đặt của mình đó là các tập tin SE để chúng ta chạy. Thì ở đây thầy à, dùng cái là application start pass tức là lấy đúng cái đường dẫn mà cái tập tin ED nó tồn tại à, cho nó cung cấp với cái cơ sở liệu này được chưa? còn đây là các chuỗi kết nối thì để kết nối tới Access chúng ta sẽ dùng uh, dùng cái chuỗi sau đó là provider bằng Microsoft .ace .oledb .12.0 rồi chúng ta là datasource bằng cái đường dẫn đó dĩ nhiên là có những version cũ ví như là chúng ta là để Access uh, 2003 đi thì đuôi của nó không phải là accdb mà đuôi của nó là một cái uh, cái đuôi khác đúng không thì chúng ta sẽ không dùng cái Microsoft uh, chấm ace chấm oledb được mà chúng ta à, sẽ dùng là chấm z chấm oledb 4.0 đó thì cái này chúng ta tự search trên mạng ha. mà thầy chỉ hướng dẫn là cái version mới thôi những version cũ nó lạc hậu rồi thầy không thầy bỏ luôn thầy không hướng dẫn ha. mà chúng ta sẽ làm luôn từ cái version mà mới ha từ 2007 trở lên nó có đôi là accdb các bạn chú ý rồi để mở kết nối thì chúng ta cũng phải có chuỗi kết nối lúc nãy ha chúng ta vừa làm xong bên trên đây này đó thì chúng ta cũng dùng cái đối tượng kết nối đó là OLE DB Correction. À. thì rõ ràng là nó cũng khác với SQL Server đúng không SQL Server là chúng ta dùng SQL Connection thì bên này dùng là oledb DB tức là mọi thứ nó sẽ tương tự chỉ đổi chữ SQL thành chữ Oledb DB thôi à, nhưng mà để chúng ta tạo một cái đối tượng kết nối là OLE DB Connection rồi chúng ta cũng gọi là Open bình thường đó là à, cách mà chúng ta kết nối được tới cơ sở liệu Access ha chúng ta phải biết là dùng thư viện nào Uh, viết chuỗi kết nối ra sao và cái đối tượng kết nối như thế nào. Bây giờ chúng ta vào phần truy vấn. À. Phần truy vấn cũng tương tự. À. Chúng ta cũng dùng là OleDbCommand, à. New OLEDB comment để chúng ta gắn comment test này, à, comment thai bằng comment test rồi comment test bằng câu truy vấn. Ví dụ là chúng ta muốn truy vấn toàn bộ dữ liệu trong nhân viên thì chúng ta là select sao from nhân viên. Thì cũng gắn các đối tượng kết nối như này. Sau đó cũng dùng lệnh gì SQL reader đúng không? SQL reader là nó, là nó trả về một cái thẻ, một cái đầu đọc. À, dữ liệu đó thì chúng ta cũng trong khi reader.read này chúng ta lấy ra ha lấy theo từng cột tương ứng với giá trị của nó thì chúng ta cũng lấy từ vị trí là 0 cho đến n 1 rất là đơn giản cho đó những em nào mà làm SQL Server rồi thì qua OLEDB này cũng rất đơn giản tại vì nó chỉ đổi cái chữ chữ SQL thành chữ OLEDB mà thôi à, đây là thầy ví dụ à, lý thuyết về phần uh, truy vấn dữ liệu à, bây giờ chúng ta vào phần thêm cũng tương tự luôn ha, chúng ta cũng dùng OLEDB comment À, chúng ta trong phần comment test chúng ta sẽ gọi lại là insert into một cái bảng nào đó rồi value ha, ba cột là a cộng mã, a cộng tên, a cộng phòng ban. Thì đây chính là parameter thì chúng ta sẽ dùng là comment parameter s ha, a cộng mã này kiểu nó kiểu chuỗi ha, đó là b string, b string, b string thì tại vì ba cột này là kiểu chuỗi hết Thì chúng ta dùng là ole db2.b b string. Chú ý nó khác so với SQL server nhá. SQL server là là sql db2, còn access là ole db thai Rồi còn mọi chấm value là cũng tương tự đó sau khi chúng ta gán parameter xong rồi chúng ta cũng gọi lệnh là sq non query thì cái hàm sq non query này cũng tương tự nó sẽ trả về một con số ha số này chính là số dòng bị ảnh hưởng trong cơ sở liệu đó như vậy thì chúng ta sẽ so sánh nó với không để chúng ta biết được rằng là nó có thành công hay thất bại như vậy thông thường chúng ta sẽ so sánh nếu nó lớn hơn không tức là thành công à, như vậy là chúng ta cũng hiểu được cái phần insert rồi đúng không à, do đó nó sẽ tương đồng rất là tương đồng với sql server rồi bây giờ chúng ta vào phần uh, chỉnh sửa dữ liệu để chỉnh sửa dữ liệu chúng ta sẽ dùng câu lệnh là update uh, update cái bảng nhân viên này thay đổi cái tên bằng tên mới uh, mã phòng ban bằng mã phòng ban mới que mã bằng ai còn mã sau đó chúng ta làm tuần tự này gán cái parameter tên này rồi parameter phòng ban này rồi parameter mã này để gán anh chị cho nó uh. sau đó em cũng dùng câu lệnh sql non tương tự như cái phần thêm dữ liệu đúng không thì chúng ta cũng kiểm tra nó lớn hơn không thì coi như là nó thành công à, như vậy thì à, cách kiểm tra bên cái thêm dữ liệu như thế nào thì bên phần chỉnh sửa nó cũng tương tự em chú ý chỗ này ha à, chúng ta qua phần cuối cùng đó là phần à, xóa là đó là chúng ta sẽ dùng lệnh là delete from à, delete from cái bảng nhân viên que cái mã bằng ai cộng mã sau đó chúng ta gắn cái giá trị cho parameter cộng mã đúng không rồi cuối cùng em cũng gọi là sql query đó và chúng ta cũng so sánh lớn hơn không À, như vậy là tới đây chúng ta thấy rằng này bên SQL Server chúng ta tương tác dữ liệu là truy vấn này thêm sửa xóa như thế nào thì bên Access chúng ta làm tương tự như vậy nó chỉ đổi chữ SQL thành chữ OLEDB à, do đó nó rất, rất là dễ à, thì chúng chúng ta à, chỉ cần gì nếu như hiểu SQL Server rồi thì qua Access coi như là xong mà nó chỉ khác cái chuỗi kết nối thôi đó còn ở bên dưới cái, cái thứ tự làm nó cũng giống nhau đó là dùng à, dùng comment rồi sau đó đến gì reader rồi đến reader để chúng ta đọc đúng không? Đó, còn câu insert, update, delete thì cũng tương tự ha. Bây giờ để rõ hơn cái phần lý thuyết này, chúng ta sẽ mở Visual lên chúng ta tạo một cái project để chúng ta tương tác trên Access ha. Bây giờ chúng ta xem. À, chúng ta mở Visual lên. Chúng ta vào file new project. À, chúng ta đặt cho thầy đó là học Access chúng ta là học Access học Microsoft. Microsoft Access. Rồi chúng ta bấm vào. à Windows Form, rồi ok ha. À chúng ta chờ Visual nó tạo project xong thì chúng ta sẽ tiến hành tạo một cơ sở liệu Access này. Điều bây giờ thầy đóng luôn ha. Thì hướng dẫn ngay từ đầu nhưng em nào mà chưa dùng Access luôn. Thông thường là Access này là chúng ta phải tự nghiên cứu ha, tại vì nó rất là đơn giản. À, bây giờ chúng ta cần làm một cái cái sở liệu để chúng ta tương tác như sau chúng ta sẽ vào star này chúng ta tìm gọi chữ access này thấy không access 2013 à, chúng ta chú ý là nếu mà chúng ta đã cài rồi thì mới có nha còn chưa cài thì chưa có đâu hiện nay là office của nó hình như lên đến là 2016 rồi đó ở đây chúng ta đang xài 13 rồi ta mở lên chúng ta sẽ chọn gì à, là plug ha chúng ta nhấn vào cái phần là plug desktop này, chỗ này này plug desktop database xong đặt tên cái sở liệu nó ha ví dụ ở đây thì đặt là một cái db nhân viên này nó chọn đến nơi lưu trữ này ta muốn lưu trữ ở đâu thông thường là chỉ là chúng ta đi kèm với chỗ tạo độ ha ví dụ ở chỗ này này ta bấm chuột phải ha ta vào open folder in file error. bin đi bớt này chúng ta đang test cái phần đi bớt thì nó nằm trong đi bớt nhưng mà khi làm cho khách hàng thì nằm trong Relay thì lúc đó chúng ta chỉ cần chép cái file đó vào thư mục Relay mà thôi để, Chúng ta sẽ demo cái phần đó ha Bây giờ trước tiên chúng ta làm phần Debug trước Chúng ta lưu vào Debug này Đó, để kèm với cái chỗ mà chúng ta à, tạo cái file này Rồi, chúng ta với gì Chọn tên lưu chữ ha Cầm về. V Ok, ok Thấy không Lưu cái file này vào cái đường dẫn này hướng Relay này Thì chúng ta quan sát coi nó có không có rồi đúng không có ở đây bên nhân viên này đã rồi ta tiến hành tạo hai bảng như là à, ta vào cái đi sai view này đặt tên đó là ở đây ta xóa đi thì nó tự động ra gậy đó đúng không ta xóa đi ta tự làm cho ta đóng này đi nha rồi ta vào là ra này chọn table design thấy không table design ra bảng này đúng không ta đặt là mã này ta làm cái phòng ban trước à, ta để trong phòng ban của chúng ta có gì này ở đây chúng ta có là phòng ban này có mã và có tên làm là mã này ở đây nó có rất nhiều kiểu như là kiểu number kiểu ngày tháng năm kiểu shop thì trong cái phần này là đơn giản thì cho thầy chọn là shop test à, phần tên cũng shop test luôn ở đây nó fill size này, nó khoảng 225 thấy không? 2 255 này thấy không? Kích thước nữa này. Đó. Thì những cái này chúng ta tự tìm hiểu thêm nhé. Khóa chính này, chọn nó này. À, set primary key rồi ta lưu lại ha sau đó chúng ta lưu lại này đặt cái này cho thầy là các bạn phòng ban rồi bấm ok tiếp theo chúng ta tạo một bảng mới ha vào uh, rea design table design ở đây chúng ta nhìn thấy có gì là có mã tên và mã phòng ban đây, chúng ta cũng có mã này à, mã rồi thai ha à, tên sót sót thét à đến cái mã phòng ban shop hết ở này là khoa chính vậy là tùy vào kiểu dữ liệu mà chúng ta mong muốn lưu trữ thì chúng ta chọn cho nó phù hợp ha rồi có đó rồi xong chúng ta mới lưu này ha bấm lưu đặt tên là bảng nhân viên người đó đang ở đây chúng ta đã có hai bảng rồi là bảng phòng ban bảng, bảng nhân viên bây giờ chúng ta sẽ tạo mối quan hệ cho nó chúng ta sẽ vào external là chúng ta sẽ vào là database tool đúng không Muốn tạo một kết nối thì chúng ta sẽ chọn relationship. Nhưng nhớ là phải đóng hết à, cái mô tả đi ha. Bắt buộc bên uh, access phải đóng hết cái bảng đi này. Hiện nay giờ chúng ta đang mở đúng không? Em phải đóng hết đi. Chọn bấm chút phải chọn on Rồi chúng ta chọn là relationship. À ta chọn hai bảng này, bấm S. Ta kéo này. Mã phòng ban sẽ có phòng ban này. Đấy không? Chọn ha. À tích vào ba này cho nó muốn create. Vậy đây, chúng ta có này. Ta lưu lại ha. Ta có được cái relationship đó là mã phòng ban. À, cái bảng phòng ban, bảng nhân viên nó không có cái mã và cái mã phòng ban Bây giờ chúng ta có thể tiến hành à, nhập dữ liệu cho nó Ví dụ là chúng ta vào phòng ban, ta double click này à, Ta nhập là mã phòng ban, là phòng ban 1 Đây là Là phòng nhân sự đi ha, thật thật này Đấy Là phòng nhân sự Rồi, phòng ban 2 Phòng à, kế toán à, Phòng ban 3 phòng quản trị thiết bị. Đó, giả sử như là à, chúng ta có 3 phòng ban như vậy. Bây giờ chúng ta có thể nhập liệu cho nhân viên thì tại vì trong asset nếu như nó có mối quan hệ thì chúng ta có thể bấm vào dấu cộng này này để chúng ta có thể nhập liệu cho nó luôn. Hoặc là chúng ta sẽ vào cái nhân viên bên này chúng chúng ta nhập dữ liệu bình thường nhưng chúng ta phải nhớ phòng ban ở đây. Do đó nếu như là nó có mối quan hệ như thế này thì chúng ta có thể nhập trực tiếp bên phòng ban nó dễ hơn. À, thì ta bấm vào dấu cộng. để ta nhập liệu được với là là nhân viên 1. Đó, à, là Nguyễn Thị Hạnh. Đấy. À, đó là nhân viên 2. Trần Văn Phúc. Đấy. À, nhân viên 3. À. Hồ Văn Dái. Đó là nhân viên 4. Rồi. À, và Ngọc Thoát à đó gọi là hạnh phúc giải thoát. Và phòng kế toán đó là nhân viên 5 đi, à, đó là Obama. À nhân viên 6 Putin. Nhân viên 7 là ông Kim Jong Un. À Kim Jong Un. Ờ cái phòng quản trị thiết bị. Bây giờ có là nhân viên 8 à em gọi là Trần Hồng Ngọc, à, nhân viên chín, à, Trần Văn Hùng Rồi ở đây chúng ta có thử là khoảng chín nhân viên như vậy ha. Chúng ta có thể quay lại bảng nhân viên ra coi này. À, à, ta có thể gì à, mở lại ha, ta mở lại cái bảng nhân viên thì cũng có ha, tự động có này. Thằng à, trong trong phòng ban nó nhấn vào chúng nó xem được. À như vậy là tới đây thầy hướng dẫn xong là cách tạo cơ sở liệu access như thế nào này cách tạo bảng cũng như là các mối quan hệ và nhập liệu cho nó ha bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tương tác dữ liệu thì chúng ta chú ý là à, muốn tương tác thì chúng ta phải đóng cái bảng này lại ha tức là à, tại một thời điểm là chúng ta không được vừa mở access không được vừa tương tác à, trong cái phần mềm khác nếu không nó sẽ báo là đang được sử dụng ha à, nó sẽ không cho phép Đấy, nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta đóng nó đi ha à, đóng cái file đi À, khi nào mà chúng ta mở lên chúng ta xem, xem xong rồi chúng ta phải đóng lại, à, chúng chú ý chỗ này. Rồi bây giờ à, chúng ta tạo xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đến phần gì à, kết nối và tương tác cơ sở liệu đúng không? À, giờ chúng ta sẽ quay lại Visual. À bây giờ chúng ta chỉnh cho thầy là cái phông của cái bên uh, access này. Ví dụ bây giờ thầy cho nó là à uh, phông 15. rồi, ta thiết kế ha sẽ có một cái List view để hiển thị thông tin chi tiết này cho là khởi động lên là thầy sẽ hiển thị danh sách cái nhân viên trước để có này ha để này là lv nhân viên lv nhân viên này tương tự như vậy thầy sẽ tạo các cột như sau nghĩa là cái cột à, mã này tên này à, mã nhân viên và tên nhân viên là đủ rồi là có ha mã nhân viên cho này là cột là 150 rồi để là uh, tên nhân viên cho là 250 đi tên nhân viên rồi như vậy chúng ta có xong hai cột rồi em cần gì thiết là một số thuộc tính khác ấy, là full ra select bằng tru đúng không read line bằng tru đúng không và phần 2 Selection bằng phone cuối cùng là cái thuộc tính gì View chỗ này này à, View chúng ta chỉnh lại là, là Detail rồi OK ha à, chúng ta có được cái bảng là mã nhân viên tên nhân viên như thế này bây giờ chúng ta khởi động lên và chúng ta mong muốn rằng chúng ta sẽ hiển thị được cái danh sách nhân viên từ cái bảng nhân viên trong cái Access lên nhé à, chúng ta double click vào cái tiêu đề Form để chúng ta tạo Form Load này thì tới đây chúng ta sẽ gì Using là System.Data chấm ole đúng không ole db đây chúng ta tạo à, các, các biến như là string này cái chuỗi kết nối bằng gì bằng provider đúng không à, chúng ta sẽ có là à, khai báo một cái chuỗi kết nối chỗ này đi ta có thể làm như sau này chuỗi kết nối này đây chúng ta sẽ có là um, ole db O LDB connection connection bằng nôn. Được chưa?